Thưa quý vị và các bạn, như vậy đã tròn một tuần lễ học sinh trong toàn tỉnh đã đi học trở lại sau thời gian dài tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận tại các trường học trên địa bàn tỉnh cho thấy không khí dạy và học của giáo viên học sinh diễn ra rất hào hứng và tích cực, đặc biệt đối với học sinh khối 12. Cùng với niềm vui ngày trở lại trường học, các giáo viên học sinh lớp 12 cũng đặt quyết tâm cao trong học tập rèn luyện để đạt mục tiêu đề ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Chuyên mục Giáo dục và Đào tạo kỳ này phản ánh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn đón xem. Trước hết là phần điểm tin tức giáo dục đáng chú ý. Kính thưa quý vị, chính thức trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học do dịch COVID-19. Ngoài niềm vui phấn khởi được gặp lại thầy cô, bạn bè, điều mỗi học sinh phụ huynh dành nhiều sự quan tâm nhất là vấn đề đảm bảo an toàn sức khỏe cho con em mình. Đây cũng là nội dung quan trọng được ngành giáo dục đào tạo Quảng Trị đặt lên hàng đầu khi tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Đối với ngành học mầm non, việc tổ chức cho trẻ đi học trở lại đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cán bộ giáo viên các trường học và đặc biệt là các bậc phụ huynh. Ở lứa tuổi mầm non, trẻ chưa tự ý thức trong việc đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục mầm non, chủ trọng công tác vệ sinh trường lớp, phối hợp tuyên truyền với các bậc phụ huynh, nên nhìn chung, các trường học mầm non tổ chức cho trẻ đến trường đều đảm bảo yêu cầu cao về điều kiện phòng chống dịch cũng như điều kiện dạy và học. Mình bố trí cái việc mà giãn cách của các lớp, ví dụ như lớp 5-6 tuổi là 35 em, thì bây giờ là có 17 em là sẽ học ở phòng học, còn 17 em là sử dụng phòng âm nhạc, rồi phòng giáo dục thể chất. Thì mình cho trẻ là chia ra để về đó hoạt động. Thay vì hoạt động góc thì nhóm này hoạt động góc trước, thì một nhóm là hoạt động học tập, rồi chuyện này là nhóm vào hoạt động học tập, thì cái nhóm hoạt động góc là sẽ chuyển sang phòng âm nhạc và phòng thể chất. Và đặc biệt là mình có hai cái khu vận động nhỏ, đó là cái khu chơi bán hàng, rồi cái diện tích hành lang á, là mình đã bố trí một góc thư viện, rồi bố trí các cái góc vận động, thì dặn cho trẻ ra hành lang chơi. Theo báo cáo nhanh sau một tuần lễ cho thấy, phần lớn các trường học đều đảm bảo tốt điều kiện kép mà ngành giáo dục đưa ra, là vừa tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh với 100% trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện vệ sinh, sát khuẩn trường lớp và các phòng chức năng, cũng như được trang bị đầy đủ máy đo thân nhiệt phục vụ cho công tác dạy và học hàng ngày của giáo viên, học sinh. Đồng thời, tập trung củng cố kiến thức, giúp học sinh nắm bắt kiến thức trở lại bài học kịp thời, hiệu quả. Nhiều trường học có sự chủ động sáng tạo trong việc rà soát, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh. Nhà trường đã bố trí cái thời gian học lịch giữa các khối cách nhau 10 phút và học và ra về cũng cách nhau 10 phút. Rồi nhà trường xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID và nội quy cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với học sinh toàn tỉnh quay trở lại trường học tập, hơn 10.000 học sinh khối 12 cũng đã trải qua một tuần lễ học tập nghiêm túc và phát huy tốt hiệu quả của việc dạy và học trực tuyến trong thời gian nghỉ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngay sau khi có kế hoạch cho học sinh trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã tập trung nhiều giải pháp quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu đảm bảo 100% học sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Một trong những thuận lợi lớn của học sinh khối 12 trong toàn tỉnh khi trở lại học tập là tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến của học sinh khối trung học phổ thông đạt hơn 90%, trong đó học sinh lớp 12 đạt gần 100%. Đây là điều kiện quan trọng để các em không bị hỏng hoặc quên kiến thức đã học, đồng thời tiếp nhận những kiến thức mới. Do vậy, dù kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 có nhiều thay đổi, nhưng phần lớn học sinh sẵn sàng học tập và bước vào kỳ thi với quyết tâm cao. Thầy cô cũng đã có những phương án là dạy qua mạng, làm chúng em cũng cũng khá đủ là kiến thức để trường lại là có vừa đủ để các em theo học tiếp. Vì vậy trong cái sự thay đổi của chương trình thì là em cũng rất lo lắng. Cùng với sự nỗ lực của mỗi cán bộ giáo viên và học sinh từng đơn vị trường học, ngành giáo dục đào tạo Quảng Trị đã chủ động xây dựng kế hoạch khung chương trình chi tiết phù hợp với điều kiện dạy và học ở mỗi vùng miền. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu với lãnh đạo sở để có cái chỉ đạo tiếp tục cho các trường điều chỉnh cái kế hoạch dạy học, cái kế hoạch ôn tập trung học phổ thông cho phù hợp
với cái tình hình thực tiễn hiện nay, tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh theo cái hướng vừa hướng dẫn vừa cho học sinh tham khảo cái đề tham khảo của bộ để tập làm quen, phân tích đề, cấu trúc đề, các cái giảng bài kiến thức để các em tự tin. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 8. Học sinh sẽ phải làm 3 bài thi bắt buộc và 1 bài thi tự chọn, rút ngắn thời gian thi trong 2 ngày với 4 buổi thi, để thi giảm bớt áp lực cho học sinh. Với sự chuẩn bị chu đáo của toàn ngành, tinh thần nỗ lực học tập vượt khó của cán bộ giáo viên và học sinh Quảng Trị, tin tưởng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra thành công và có kết quả tốt. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới trong sáng tạo, trong dạy và học là nhiệm vụ thường xuyên đối với mỗi cán bộ giáo viên ở các cấp học. Đối với giáo dục vùng khó, hoạt động đổi mới sáng tạo trong dạy và học càng có ý nghĩa hơn nhằm góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời truyền cảm hứng cho học sinh. Đây cũng là nội dung câu chuyện vượt khó dạy và học của giáo viên trường Trung học phổ thông Đắk Rông, huyện Đắk Rông mà chuyên mục Nét đẹp học đường xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua phóng sự sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trở lại trường học sau thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng dịch COVID-19, với giáo viên và học sinh lớp 12B6 trường Trung học phổ thông Đắk Rông không có nhiều bỡ ngỡ. Ngược lại, cả lớp đã nhập cuộc rất hào hứng. Môn tiếng Anh vốn là hạn chế của học sinh miền núi, giờ đây cũng đã được giải quyết bằng nhiều phương pháp dạy và học hiệu quả. Em cũng như tất cả học sinh đều ai cũng phải lo vì kỳ thi sắp tới. Nó là quyết định tương lai quan trọng của học sinh như bọn em. Nhưng mà cũng đỡ hơn khi có thầy cô giáo đưa ra những phương án dạy học thiết thực giúp bọn em có thể hiểu được kiến thức hơn và đưa ra những đề thi thử cho các lớp để đều có thể nắm bắt được các bài học như là cách học hiệu quả và để làm được bài tốt cho kỳ thi sắp tới. Đối với những học sinh mà chưa được học online thì nhà trường đã tiến hành phân bổ thời khóa biểu cũng như là lên kế hoạch là chương trình kết hợp với cái chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục Đào tạo đã đưa ra để xây dựng chương trình và dạy bù cho các em để các em có kiến thức kịp thời để phục vụ cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Cũng như môn tiếng Anh, với các môn học khác, nhất là các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh khối 12, trường Trung học phổ thông Đắk Rông đã phân bổ giáo viên theo sát học sinh, phân loại từng nhóm để đưa ra những giải pháp dạy học phù hợp, hiệu quả. Gắn trách nhiệm cho từng cán bộ giáo viên bộ môn trong việc kèm cặp học sinh, nỗ lực khắc phục những khó khăn của một trường vùng khó. Phát huy tối đa điều kiện hiện có của nhà trường để nâng cao chất lượng dạy và học, nỗ lực đạt kết quả cao kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp đến. Song song với những cái hoạt động dạy học trực tiếp trên lớp, nhà trường cũng đã khai thác những cái ưu điểm của hệ thống dạy học online để tiếp tục tổ chức phụ đạo học sinh, tổ chức dạy bù cho những học sinh không có điều kiện để tham gia học online trong thời gian nghỉ học tại nhà. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã xây dựng là kế hoạch ôn tập học kỳ 2 dành cho các em học sinh của khối 12 nhằm chuẩn bị tốt nhất kiến thức cơ bản, giúp các em vững tâm bước vào kỳ thi trung học phổ thông năm 2020. Sau mỗi giờ dạy học chính khóa trên lớp, những ngày này, mỗi giáo viên trường Trung học phổ thông Đắk Rông tự nguyện dành thêm nhiều thời gian để chia sẻ khó khăn với học sinh, động viên các em nỗ lực học tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi quan trọng sắp đến. Đây cũng là điểm tựa ý nghĩa để học sinh vùng miền núi Đắk Rông tự tin hơn trên con đường học tập và gặt hái những thành công mới trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh về tinh thần dạy và học của giáo viên học sinh trường Trung học phổ thông Đắk Rông cũng đã khép lại chuyên mục Giáo dục và Đào tạo kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.